Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Dạ, xin hãy kính chào thầy quý bà anh chị em ở trong tình thương của Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Cảm ơn Chúa khi chúng ta được bước vào trong nhà của Đức Chúa Trời, thì chúng ta luôn được cảm nhận tình yêu, ân điển và phước hạnh của Chúa dành cho mỗi đời sống của chúng ta. David đã từng nói rằng là tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va. Không biết quý bà cho em có cảm thấy vui mừng khi mà được bước chân vào trong nhà của Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài không? Với tôi thì khi tôi bước chân vào trong nhà của Chúa thì tôi không vội vàng cầu xin Chúa. Giống như có những người họ thắc mắc rằng là tôi nên cầu nguyện điều gì với Chúa khi bước vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Thì tôi luôn cảm ơn Đức Chúa Trời. Bởi vì xung quanh chúng ta thấy rằng là còn rất là nhiều người họ đang sống ở trong những hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, áp bức, oan sai, tù đầy, bệnh tật và nhiều cái sự rủa xả khác. Có thể chúng ta ngước lên mình thấy mình chẳng bằng ai hết, nhưng mà khi chúng ta nhìn xuống thì chúng ta thấy rằng mình còn hơn được rất là nhiều người. Quý mài cho em hãy dâng lời cảm ơn Chúa, hãy ngợi khen Ngài khi chúng ta còn có cơ hội và thời gian để đến thờ phượng Chúa của chúng ta. Ở trong Thi Thiên là 146 câu số 2 chép rằng là trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va, hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát sướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy. Cảm ơn Chúa khi chúng ta sống ở trong một tinh thần biết ơn Chúa và luôn tìm mọi cơ hội để chúng ta hát sướng ngợi khen Ngài, thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cuộc đời của chúng ta thật đang sống, cuộc đời của chúng ta thật ý nghĩa khi mà chúng ta có sự vui mừng ở trong Đức Chúa Trời của chúng ta. Buổi chiều hôm nay thì tôi xin được phép chia sẻ về chủ đề đó là khí giới của Cơ Đốc nhân. Xin mời Hội Thánh cùng mở ra với tôi ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn số 10 từ câu 3 cho đến câu số 5. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 10 từ câu 3 cho đến câu số 5. Vì chúng tôi dầu sống trong xác thịt chớ chẳng tranh chiến theo xác thịt. Và những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồng lũy. Nhờ khí giới đó, chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ. Cảm ơn Chúa. Đây là một phân đoạn thánh mà sứ đồ Phaolô ông nói với những tín hữu tại thành Cô-rinh-tô rằng là ông giàu sống trong xác thịt nhưng mà không tranh chiến theo xác thịt. Và chúng ta sẽ nhận biết rằng là một con cái Chúa, là một người được tái sanh bởi đức tin nơi Chúa Giêsu Christ, thì chúng ta sẽ có được một cái nguồn quyền năng lớn lao, vô hạn, vô lượng, vô biên ở trong thuộc linh, để chúng ta có thể tranh chiến và nghịch lại những quyền lực của ma quỷ, là những thế lực mà đang cai trị ở trên thế gian này. Có một thế lực gian ác, nó đang hành động và nó đang xui khiến nhiều người làm những công việc gian ác, những công việc tội lỗi, những công việc gian dối, những công việc của sự tối tăm. Và thế lực đó là thế lực của ma quỷ. Và chúng ta cần có quyền năng của Đức Chúa Trời để chúng ta có thể đánh đổ tất cả những cái công việc, những sự lừa dối, những cái đồn lũy của ma quỷ, nó lừa dối con người ở khắp nơi trên thế giới. Con người chúng ta thường hay nói rằng là thêm một người bạn thì bớt một kẻ thù. Câu nói này cho chúng ta thấy rằng là con người của chúng ta dù ở bất cứ một quốc gia nào thì cũng không bao giờ mong muốn mình có kẻ thù. Con người thường xem kẻ nghịch lại với mình đó là kẻ thù. Có thể xem những kẻ thù của con người đó là bệnh tật, có thể đó là nghèo đói, có thể đó là sự dốt nát mù chữ. Và con người của chúng ta cảm thấy có rất là nhiều kẻ thù ở xung quanh mình. Ở trong chiến tranh thì thế lực của quân giặc đó là kẻ thù, đúng không ạ? Giả sử ai đó đứng về phía Nga thì sẽ xem Ukraine đó là kẻ thù, nhưng ai đó đứng về phía Ukraine thì sẽ xem Nga là kẻ thù. Trong chiến tranh luôn luôn có kẻ thù. Rồi ở trong kinh doanh cũng có đối thủ cạnh tranh nữa, đúng không ạ? Giả sử hai cửa hàng mở ra cũng cùng bán một cái mặt hàng, một sản phẩm đó, cái chỗ bán đắt hơn thì sẽ bị cái chỗ bán ế ghét,
và sẽ bị nói xấu. Và hai bên họ sẽ dường như là đối thủ cạnh tranh với nhau, và họ cũng xem nhau như là kẻ thù để có thể phấn đấu và làm cho cửa hàng của mình được bán đắt nhiều hơn. Trong y học thì những loại virus gây bệnh và những cái bệnh ung thư, đột biến gen cũng là những căn bệnh nguy hiểm và được xem như là kẻ thù của con người. Ở trong giới văn nghệ sĩ thì người nghệ sĩ diễn hay hơn sẽ bị đối thủ coi là kẻ thù của mình. Và khi mà đã coi ai đó là kẻ thù thì người ta phải lo sợ và tìm mọi mưu cách để loại bỏ kẻ thù của mình. Đúng không quý mà chị em? Mình biết rằng là mình có kẻ thù thì mình sẽ tìm cách để loại bỏ kẻ thù của mình. Giả sử một quốc gia bị một quốc gia ngoại bang đe dọa xâm lược, thì quốc gia bị đe dọa họ sẽ tìm cách để trang bị súng ống, đạn dược cho quân đội của mình được trở nên tân tiến hơn và có khả năng để phòng thủ và đánh đuổi kẻ xâm lăng. Vậy thì chúng ta thấy rằng là ở trên thế giới hoặc là ở trong cuộc sống của chúng ta, con người của chúng ta luôn sợ hãi và luôn tìm cách để bảo vệ mình khỏi những kẻ thù. Y học cũng đã nỗ lực và bỏ rất là nhiều công sức, tiền bạc để tìm ra những loại thuốc chữa trị những loại virus, căn bệnh nguy hiểm. Về nông nghiệp, người ta cũng đã đẩy mạnh sản xuất để tạo ra thực phẩm để đẩy lùi giặc đói. Rồi về giáo dục thì cũng có những cái chương trình giáo dục đa dạng và thực tế hơn để đẩy lùi giặc dốt. Rồi doanh nghiệp cũng ra sức cạnh tranh và cố sức loại đối thủ cạnh tranh của mình ra khỏi thị trường bằng cách gia tăng chất lượng sản phẩm, tăng dịch vụ quảng cáo, khuyến mại, hạ giá. Như vậy thì để loại trừ được những cái kẻ thù của mình thì người ta đã tìm cách để bảo vệ chính mình và cũng như để phát triển bản thân, và cũng tìm cách để mà nói xấu rồi bôi nhọ để hạ thấp đối thủ của mình xuống. Đó là cái chiến trường ở bên ngoài. Nhưng quý mài trẻ mời là cơ đốc nhân, chúng ta biết rằng kẻ thù thật sự của chúng ta không phải là con người, nhưng mà kẻ thù thật sự của cơ đốc nhân đó là ma quỷ, đúng không ạ? Chúng ta xem ở trong sách Phi-rơ thứ nhất đoạn 5 câu số 8, chúng ta sẽ thấy được kẻ thù mà sứ đồ Phi-rơ đã nói với lại những tín hữu tin Chúa, chúng ta cần phải cẩn trọng với kẻ thù này. Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù người anh em là ma quỷ, như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Và hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Quý mài chị em thấy không ạ? Có một kẻ thù vô hình, và kẻ thù này nó đi rình mò mỗi ngày chung quanh những người tin Chúa. Nếu một kẻ thù hữu hình có xương thịt hẳn hoi thì chúng ta có thể dễ dàng phát hiện được. Nhưng mà ma quỷ nó là dạng linh, nó không có thân thể, không có xác thịt như con người của chúng ta, thì làm sao chúng ta có thể phát hiện được nó đây? Câu trả lời mà chúng ta tìm thấy ở trong câu số 8 này, đó chính là chúng ta phải tiết độ và tỉnh thức để cầu nguyện. Vậy thì qua sự cầu nguyện mà tâm linh của chúng ta có thể nhận biết được những sự tấn công, những mưu kế cám dỗ của ma quỷ, để chúng ta có thể đẩy lui nó và chúng ta chiến thắng được những cái sự tấn công của nó. Như vậy thì để đánh bại được kẻ thù của chúng ta là ma quỷ thì chúng ta phải có một loại vũ khí siêu nhiên, quyền năng. Đó chính là lời của Đức Chúa Trời. Đó là sự cầu nguyện bởi đức tin. Đó chính là những cái vũ khí mà Đức Chúa Trời ban chúng ta ở trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, quý mài chị em. Ở trong câu số 3 và câu số 4 thì sứ đồ Phaolô nói rằng là vì chúng tôi giàu sống trong xác thịt, chớ chẳng tranh chiến theo xác thịt. Và những khí giới mà chúng tôi đã dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy. Ở trước hết thì chúng ta biết rằng là sứ đồ Phaolô, ông vốn là một người Pharisee có hiểu biết, có kiến thức về Kinh Thánh. Trước khi ông kinh nghiệm Chúa Giêsu Christ ở trên con đường đến thành Đa-mách thì ông là một người Pharisee không chỗ trách được. Ông có học thức, ông có địa vị, ông có tiền của, và ông là một người rất là cao trọng ở trong vòng những người Pharisee thời bấy giờ. Nhưng mà sau khi ông tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa đời sống của mình bởi kinh nghiệm Chúa Giêsu trên con đường đến thành Đa-mách thì ông bắt đầu phục Chúa và trở thành một người đi theo Chúa. Ông trở thành một người sứ đồ đã đem tin lành của Chúa đi khắp nơi, và ông cũng là người được Chúa dùng để mà đem tin lành đến tại châu Âu, và cả lục địa châu Âu đã được trở lại tin nhận Chúa Giêsu Christ qua chức vụ của Phaolô. Tuy rằng ông là một người được ơn và đầy quyền năng của Chúa như vậy đó,
Nhưng mà trong chức vụ và cuộc đời của ông vẫn luôn có những kẻ thù, vẫn luôn rình mò và tấn công ông, kiện cáo ông. Đó là những con người vô tín, đó là những con người họ vốn là những người chịu ảnh hưởng của trường phái luật pháp của người Pharisee. Và họ nói rằng là tin Chúa Giêsu vẫn chưa đủ, phải cắt bì rồi phải giữ theo luật pháp của Môi-se nữa thì mới có thể đủ vào trong thiên đàng. Và họ cứ làm khốn khổ cho Phao-lô bởi những cái sự tấn công kiện cáo như vậy. Và Phao-lô nhìn biết rằng đó là những cái thế lực chống nghịch lại với ông, mà họ cũng không phải là kẻ thù của ông. Kẻ thù của ông đó chính là ma quỷ đứng đằng sau những con người đang tấn công chỉ trích chức vụ của ông. Và khi mà đối diện với những con người chỉ trích và tấn công vào trong chức vụ của mình như vậy, thì Phao-lô nói rằng là tôi giàu sống trong xác thịt nhưng mà tôi chẳng tranh chiến theo xác thịt. Ngày hôm nay chúng ta thấy được có rất là nhiều cách để tranh chiến theo xác thịt. Ví dụ dao, mã tấu, súng ống, xăng, đúng không ạ, axit. Ồ, có nhiều cái vũ khí mà con người có thể chế tạo ra để mà tiêu diệt lẫn nhau. Nhưng mà con cái Chúa chúng ta không nên sử dụng những cái khí giới xác thịt như vậy, quý bà chị em. Khi tôi còn nhỏ thì tôi sống chung với gia đình bên ngoài của tôi ở tại khu vực Cống Bà Xếp. Đó là nhà ga xe lửa Hòa Hưng bây giờ đó quý vị. Thì tôi có nghe cái câu chuyện đó là ở trong xóm gần nhà tôi đó, có hai vợ chồng sống chung với nhau. Thì thình lình bỗng một ngày kia, bà vợ bà đi theo cái ông khác. Và ông chồng còn lại thì ông rất là ghen và rất là bực tức và không biết phải làm như thế nào hết. Chẳng lẽ bây giờ mình vác dao mình đi hỏi tội anh chàng kia thì anh chàng nó mất mạng còn mình phải vào tù, thì vợ mình sau này cũng lấy với người khác, bây giờ phải làm sao bây giờ? Thế là anh này anh nghĩ ra mỗi kế, đó là cứ mỗi buổi chiều lấy dao ở trong nhà ra, ngồi ở phía trước sân mài dao như vậy. Cứ mỗi buổi chiều là cứ lấy một đống dao ra như vậy, cứ ngồi mài dao trước sân. Và hàng xóm đi ngang qua đi ngang lại, người ta thấy anh này anh cứ mài dao như vậy mà mặt mày rất là đằng đằng sát khí. Và thế là người ta đồn tới lỗ tai của bà vợ đang ở bên nhà của tình nhân của mình. Người ta nói với cái chị này rằng là bà cẩn thận nha, tôi thấy thằng chồng của bà đó cứ một buổi chiều nó ngồi đó nó mài dao, bây giờ bà muốn sống á bà trở về với nó, chứ không thôi á là nó giết luôn cả bà với lại thằng nhân tình á. Và thế là chỉ trong vài tuần sau thôi thì cái bà này phải trở về với chồng của mình. Rồi tôi nghe câu chuyện này tôi thấy rất là buồn cười, cũng thấy khá là thú vị, cũng khá là thông minh, đúng không ạ? Không cần phải là chém giết gì hết, cứ lấy dao ra ngồi mài gây áp lực tinh thần đối với người bên kia. Nhưng quý mài chém ơi, là con cái Chúa chúng ta không được phép sử dụng những cái vũ khí như vậy để mà tranh chiến với nhau, đúng không ạ? Cho dẫu rằng mình chỉ đe dọa thôi thì cũng không nên. Bởi vì Chúa nói rằng là ai dùng gươm thì sẽ bị chết vì gươm. Là con cái Chúa chúng ta không nên sử dụng những gươm giáo mát hoặc là những cái vũ khí giết người. Bởi vì đằng sau những cái thiết bị, những cái vũ khí đó luôn luôn có một cái thế lực của ma quỷ, nó sẽ giết lại chúng ta. Cho nên là con cái Chúa chúng ta được sứ đồ Phao-lô ông nói rằng là chúng ta nên khôn ngoan để chúng ta không rơi vào trong mưu kế của ma quỷ. Bởi vì ma quỷ nó sẽ khích tướng chúng ta. Những khi mà chúng ta có những cái gì bức xúc mà chúng ta không giải quyết được, nó sẽ khích tướng chúng ta và nó sẽ làm cho chúng ta trở nên mất cái lý trí. Và chúng ta có thể rơi vào trong cái chỗ đó là mình xử lý theo xác thịt. Mình sẽ tranh chiến theo xác thịt. Và khi mình tranh chiến theo xác thịt thì chúng ta sẽ rơi vào trong tội lỗi, quyên bài chị em. Ở đây Phao-lô khi mà đối diện với những cái thù của ông thì ông không cần phải tranh chiến lại với họ. Ông không cần phải chửi họ. Ông không cần phải rủa xả họ. Ông không cần phải dùng gươm, dùng giáo để mà thủ tiêu những người đó. Nhưng mà ông đã khôn ngoan để tha thứ cho những người như vậy. Ở trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn số 2 câu 10 cho đến câu 11, Phao-lô đã nói thế này:
Như anh em tha thứ ai thì tôi cũng tha thứ. Và nếu tôi đã tha là vì anh em mà tha. Ở trước mặt Đấng Christ, hầu đừng để cho quỷ Satan thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là không biết mưu trước của nó. Phaolô đã nói rằng là anh em tha thứ ai thì tôi cũng tha thứ. Bởi vì nếu không tha thứ thì có thể lắm mình sẽ rơi vào trong cái bẫy, vào trong cái mưu kế của ma quỷ. Và đây là một trong những cái mưu kế rất là quỷ quyệt của Satan. Có thể nó không tấn công vào trong đời sống con cái Chúa một cách trực tiếp qua những cái tội lỗi trực tiếp, nhưng mà nó sẽ tấn công một cách hợp pháp ở trên đời sống của một con cái Chúa nếu người đó có sự tổn thương mà không chịu tha thứ. Nếu người đó có sự cay đắng không chịu tha thứ thì ma quỷ nó sẽ hợp pháp để cầm buộc người đó và đem những cái bệnh tật, đem đến những cái sự đau khổ, đem đến những sự bất an và rủa xả vào trong đời sống của người đó. Cho nên Phaolô biết mưu kế của ma quỷ, đó là nó sẽ đem đến những cái sự bất hòa, xung đột và cay đắng tổn thương để con cái Chúa sẽ phải bị chịu tổn hại nhiều hơn. Ở trong Roma đoạn 12 câu số 19 chép rằng là: hỡi kẻ yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thành nộ của Đức Chúa Trời. Vì có chép lời Chúa phán rằng: sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Quý mài chị em thấy không à, là con cây Chúa chúng ta nên tha thứ. Đừng bao giờ tìm cách trả thù. Bởi vì khi chúng ta trả thù thì đó là lúc mà chúng ta đang ngồi ở trong cái vị trí của Đức Chúa Trời. Bởi vì chỉ có Đức Chúa Trời mới có quyền để mà trả thù mà thôi. Nhưng ma quỷ thì rất là khôn ngoan và quỷ quyệt quý mài chị em. Nó luôn luôn lừa dối con người chúng ta qua những cái lời như là mình phải trả thù. Mình phải trả thù, bởi vì nếu thù mà không trả thì không phải là nam tử hán. Ở trong những cái phim mà chúng ta thấy phim cổ trang đó quý vị, người ta thường hay gieo những cái tư tưởng đó là mình không trả thù được thì con mình sẽ trả thù. Con mình trả thù không được thì cháu mình trả thù. Quý vị có thấy có những bộ phim như vậy đó. Quân tử trả thù 10 năm cũng không muộn. Đó là người đời không có Chúa. Họ hư mất, họ bị lừa dối bởi quyền lực của ma quỷ. Cho nên họ tin rằng là điều đó đúng. Nhưng mà chúng ta là con cái Chúa, chúng ta không được phép trả thù. Bởi vì chúng ta phải tin cậy nơi cái quyền tẩy trị của Chúa. Chúa biết được kẻ nào là kẻ sẽ bị hư mất, kẻ nào sẽ bị hình phạt bởi vì những cái sự sai phạm và tội lỗi của họ. Cho nên chỉ có Chúa là đấng có quyền để đem đến cái sự báo ứng mà thôi. Và chúng ta nên để cái vị trí đó cho Ngài. Hebreo đoạn 10 câu 32 cho đến 36 chép rằng là: hãy nhớ lại những lúc ban đầu đó, anh em đã được soi sáng rồi, bèn chịu cơn chiến trận lớn về những sự đau đớn. Phần thì chịu sỉ nhục gặp gian nan như làm trò cho thiên hạ xem, phần thì chia khổ với những kẻ bị đối đãi đồng một cách. Vì anh em đã thương xót kẻ bị tù và vui lòng chịu của cải mình bị cướp, bởi biết mình có của cải quý hơn hàng còn luôn. Vậy chớ bỏ lòng dạn dĩ mình, vốn có một phần thưởng lớn đã để dành cho. Vì anh em cần phải nhịn nhục, hầu cho khi đã làm theo ý muốn Đức Chúa Trời rồi thì được như lời đã hứa cho mình. Lời của Chúa ở đây nói với chúng ta rằng là có những người tín đồ họ mới tin Chúa, họ vừa mới được soi sáng ở trong ơn của Chúa, thì ngay lập tức họ phải chịu đối diện với những cái sự chiến trận rất là lớn ở trong thuộc linh. Họ bị đau đớn lắm. Có người thì bị sỉ nhục, có người bị vật bớ, có người bị gian nan, có người bị làm trò cho thiên hạ xem, có người thì phải chia khổ với những kẻ bị đối đãi đồng một cách, rồi thậm chí là có người vui lòng để mà chịu của cải mình bị cướp. Quý mà chị em có bao giờ bị cướp một cách trắng trợn một cái điều gì đó nhưng mà mình vẫn phải vui lòng và mình phải tin cậy Chúa rằng mình sẽ nhận được cái phần thưởng lớn hơn không? Ở đây Kinh Thánh thật sự rất là huyền diệu quý mà chị em. Cái chuyện mà 2000 năm về trước nó cũng giống như cái chuyện bây giờ. Khi mà mình vì cớ danh Chúa mình phải chịu nhịn nhục, mình chịu để cho người ta lấy đi cái phần của cải của mình, và mình phải chịu cái phần thiệt về mình, nhưng mà mình phải vui mừng để cho cái điều đó nó xảy ra. Không phải là mình ngu đần hoặc là mình mất trí quý mài chị em, nhưng mà Kinh Thánh nói rằng là bởi vì mình biết rằng mình có của cải quý hơn hàng còn luôn.
Là con cái Chúa chúng ta phải biết rằng mình có một của cải quý lắm. Phải ưu cải rất là lớn và tuyệt vời. Của cải đó ở đâu quý mà chị em? Có phải ở Cảng Bài Tây Ninh không? Có phải ở thành phố Hồ Chí Minh không? Có phải ở Việt Nam không? Có phải ở Mỹ không? Không, chúng ta có một phần thưởng, xin lỗi, chúng ta có một của cải quý lắm. Nó nằm ở trên thiên đàng. Cho dù trên đất này người ta có thể cướp đi nhà cửa đất đai của chúng ta, nhưng mà ở trên thiên đàng không ai cướp đi được của chúng ta quý mài chứ. Có thể có một số người sẽ phản ứng rằng là ô mục sư ơi, mục sư nói như vậy chứ lỡ mà người ta tới là cướp nhà của mục sư, cướp đất của mục sư cũng sẽ vui vẻ để mà cho người ta cướp sao? Tôi tin rằng là Đức Chúa Trời đứng cùng phía với tôi. Và tôi không cần phải dùng súng ống vũ khí để mà tôi tự bảo vệ chính mình. Nhưng mà tôi có thể cầu nguyện với Chúa và Chúa sẽ bảo vệ cho những của cải tài sản của mình. Tôi nghe có một lời làm chứng của những con cái Chúa về một tôi tới Chúa ở tại Rông Phúc, Đắk Lắk. Ông mục sư này là một người tin vào trong quyền năng của Đức Chúa Trời. Và ông là một người rất hiền lành, tử tế ở khu vực đó. Và cũng khá là có của ăn của để nữa. Ông có nhiều gà rồi có nhiều súc vật ở trong nhà của ông. Một ngày nọ thì có một thanh niên ở trong xóm. Thanh niên này không tin Chúa. Và thanh niên này đã nổi lòng tham và lấy đi những cái con gà, con vịt ở trong nhà của ông. Và ông để ý rằng là thấy cứ mỗi ngày thấy có những ngày mà ông bị mất đi những cái đàn gà, đàn vịt như vậy đó. Thì ông biết rằng có kẻ trộm. Và ông đã cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, xin Chúa bảo vệ đàn gia súc của con. Và con không biết là ai, nhưng mà xin Chúa Ngài bảo vệ cho đàn gà của con để kẻ trộm nó không thể nào lấy được một cách bình an được. Xin Chúa bảo vệ, Chúa ơi, xin Chúa hành động. Một ngày kia, khi mà cái thanh niên đó, người thanh niên đó mò vào trong cái sân vườn nhà của ông mục sư này để lấy cái con gà đó quý vị, vừa mới cầm cái con gà lên tay, lúc đó là đang giữa trưa quý vị, không có một cái mây mù, không có một cái trời mưa gì hết, nắng nóng khủng khiếp luôn. Vậy mà sét đánh một cái đùng một cái, anh chàng thanh niên này chỉ còn là một cái bộ xương đen thui thôi lùi, nằm ngay cái chuồng gà quý mà cho em. Và cả nhà hết hồn nghe cái tiếng đùng một cái chạy ra thấy thằng trộm là thanh niên đó, nằm chết nghe răng ra. Mọi người nói cái gì vậy, cái gì mà ghê vậy? À thì ra là trên tay vẫn còn cầm cái con gà. Mà lạ lắm quý mời cho em, không có con gà nào chết hết á, có cái ăn trộm nó chết. Quý vị thấy không, con gà không chết, vậy đó mà ăn trộm là chết. Và khi mà cả xóm nó nghe cái chuyện đó đó quý vị, người ta sợ, ta đồn nhau, ta nói đừng mai mốt đừng có bao giờ vô nhà của ông mục sư đó để mà ăn trộm nha. Thậm chí công an khu vực đó cũng không dám vô nhà ông mục sư đó nữa. Tại vì sao? Họ thấy rõ ràng thực tế đó là những ai mà ăn hiếp cái người tôi tớ của Chúa đó là đều phải trả giá bằng mạng sống của mình. Quý vị thấy không? Lời cầu nguyện của chúng ta có quyền năng. Nếu mà mình mà tự mình bảo vệ mình đó quý vị, người ta chết nhờ mình cũng vô tù, đúng không? Nhưng mà nếu mà Chúa bảo vệ chúng ta đó, người ta chết nhờ mình cũng không vô tù. Tại sao? Xét đánh, đúng không? Ai bắt được mình, đúng không? Chúa bảo vệ của chúng ta. Cho nên chúng ta hãy tin cậy Chúa và chúng ta cầu nguyện xin Chúa bảo vệ chúng ta. Bây giờ ai đó lấy của mình thì cứ kệ cho họ lấy, nhưng mà cái số phận của họ thì sẽ không bao giờ được phước đâu quý mài chứ. Ở trong Châm Ngôn đoạn 22 câu 22 cho đến 23 lời của Chúa chép thế này: chớ bóc lột kẻ nghèo bởi vì họ nghèo, cũng đừng hà hiếp người khốn khổ nơi cửa thành, vì Đức Giê-hô-va sẽ bênh vực duyên cớ của họ và đoạt lấy sự sống của kẻ có cướp lột họ. Lời của Chúa nói là đừng có mà bóc lột người nghèo. Hà bóc lột người giàu mà Chúa Ngài cũng không bắt tội à. Nhưng mà bóc lột người nghèo, lấy của người nghèo là có tội. Và Đức Chúa Trời là đấng chí cao, Ngài sẽ hỏi thăm cái người bóc lột đó.
ở trong hội thánh của chúng ta thì cũng có những trường hợp nghe cũng rất là đau lòng, cũng vì cái việc đất đai. Chẳng hạn như là vừa rồi có một con gái Chúa, gia đình cũng khá là nghèo, sửa lại cái nhà. Thì khi sửa lại cái nhà như vậy đó, bên hàng xóm cũng là bà con, cũng là cô dì của mình thôi, mà bên đó họ nói rằng là tụi bay xây nhà mà tụi bay lấn qua một tấc, tức là 10 phân. Nhưng mà theo bản vẽ đó, theo bản vẽ thì là cái người con cái chúa này xây đúng, chứ không có lấn gì 10 phân hết, không có lấn một tấc gì hết. Nhưng bên kia họ ghét, họ chửi bới, họ nói tục chửi thề, họ nói rằng là tụi bay lấn 10 phân. Tôi không biết ai đúng ai sai, nhưng mà tôi khích lệ người chị em đó, những người con cái chúa đó rằng là chúng ta hãy cố gắng, hãy nhịn nhục, hãy cầu nguyện. Ai đúng ai sai Chúa sẽ phân xử, và Chúa sẽ có cách để khiến cho cái người hàng xóm họ sẽ không dám có động của chúng ta. Quý vị thấy không, ở đời đó quý vị, chỉ cần mà lấn một tấc thôi là có chuyện rồi. Nếu mà lấn mà mấy mét nữa là có chuyện lớn hơn, đúng không quý bà chị em? Cũng ở tại Đắk Lắk có một vụ tranh chấp đất đai. Người cha người mẹ trước khi chết để lại một mảnh đất rất là lớn cho hai đứa con của mình. Hai anh em này, người anh á thì được ở phía bên đây, và người em ở phía bên đây, và ở chính giữa đó nó có một cây chuối. Cái cây chuối đó là cái phân định ranh giới đất cho hai anh em. Cây chuối nó mọc ở giữa đây, và người cha người mẹ nói rằng là bắt đầu từ cây chuối này qua đây là của anh, từ cây chuối này qua đây là của em. Cả nhà ai cũng đồng ý hết, hai anh em cũng đồng ý. Nhưng mà vài năm sau, khi mà cha mẹ chết đi, thì cái cây chuối đó quý vị, nó không còn là một cây nữa, nó mọc ra thêm 2-3 cây nữa quý vị. Tức là cây chuối ở đây đúng không, bây giờ nó mọc lớn qua đất của người em tới 3-4 cây luôn, và nó hơn cả 1 mét. Người anh vì lòng tham nói rằng là mày thấy không, hồi xưa lúc ba mẹ còn sống, ba mẹ nói rằng là cây chuối ở đâu thì cái chỗ đó đất của tao, bây giờ là thấy chỗ này nè, chỗ này là đất của tao nè, còn cây chuối tao không cần biết cây nào ở đó, tao chỉ cần biết là coi chuối là có đất của tao. Thế là em đâu có thể nào mà cãi được, mình vay em mà. Thì khi mà cãi qua cãi lại thì người em thua, còn người em rất là tức, và người em đã dùng tà thuật để mà ếm chết người anh. Sau đó một vài tháng thì người anh bị ung thư và qua đời. Và người ta biết rằng là cái người em này là có cái dạng linh ma lai ở trong người đó, và linh ma lai thì nó có thể ăn xác người ta. Và đến khi mà người anh qua đời thì người em này cũng tức chị dâu của mình, tức là bà vợ đó. Và khi mà bà vợ đang đi ở phía trước mặt thì cái người em này đi đằng sau á, người em này muốn ăn thịt chị của mình, chị dâu của mình. Và theo như lời của người em này kể lại rằng là khi mà tôi thấy chị của tôi đi trước mặt tôi đó, thì tôi thấy cái bộ đồ lòng của bả, tức là tim gan phèo phổi đó, nó lòng thòng ở trong đây nè. Tức là trong linh á, trong dạng linh á, người ta nhìn thấy được cái tim gan phèo phổi. Và tôi muốn ăn cái bộ phận nào đó thì cái bộ phận đó sẽ bị ung thư. Nhưng mà lúc mà bả đi với lại đứa con thì tôi cảm thấy thương mấy đứa con quá, cho nên tôi muốn ăn thịt của bà. Và sau đó thì chuyện nó xảy ra thêm nữa thì nó rất là dài. Nhưng mà đến cuối cùng quý vị, thì cái người em đó đã nhận biết được cái sai của mình, và đến với ông mục sư, đến với một ông mục sư để mà nhờ cầu nguyện giải cứu cho mình ra khỏi cái quyền lực của tà linh. Thì khi ông mục sư đó cầu nguyện thì quỷ lộ ra, ông mục sư đó cầu nguyện thì quỷ lộ ra, và nó rời khỏi người đó. Và cái người đó sau đó tỉnh lại và kể lại về cái đầu đuôi sự việc nó xảy ra như vậy. Chỉ vì tranh chấp đất đai thôi mà đã có thể ăn xác
người anh của mình. Theo những người ở đây đó, thì khi mà quyền lực của malai nó ăn sát người ta đó, thì nó sẽ gây ra cái bệnh ung thư. Người kinh của chúng ta gọi là ung thư, nhưng mà đối với người mà miền núi đó, nhất là người ở đây đó, thì cái chuyện mà bị ung thư đó là hậu quả của ma quỷ nó ăn sát người ta. Ma quỷ có thể nhìn thấy từng bộ phận ở trong cơ quan, trong cái thân thể của mình. Nó muốn ăn cái gan thì nó sẽ gây ung thư gan. Nó ăn cái thận thì nó sẽ ung thư thận. Nó ăn cái tụy thì trở thành ung thư tụy. Và tôi thấy rằng là điều này thực tế thì nó cũng đúng với Kinh Thánh. Tại vì ma quỷ nó dạng linh mà, nó có thể tấn công vào bất cứ một cái bộ phận nào của cơ thể chúng ta. Cho nên là con cái Chúa, chúng ta phải tuyệt đối tránh xa khỏi những cái sự xung đột, bất hòa, tranh chấp, những cái gì đó nó tổn thương. Và nếu chúng ta có tổn thương thì chúng ta cũng phải tha thứ cho những người gây ra tổn thương. Phi-rơ đã từng tranh chiến theo xác thịt khi mà ông đã rút gươm ra và chém đứt lỗ tai của Manchu tại vườn Gethsemane, đúng không ạ? Khi mà kẻ thù đến bắt Chúa Giê-xu Christ ở trong vườn Gethsemane, thì Phi-rơ đã rút gươm ra để bảo vệ thầy của mình. Nhưng mà Chúa Giê-xu nói rằng là hãy nạp gươm ngươi và bỏ, bởi vì kẻ nào sử dụng gươm thì sẽ bị chết vì gươm. Tôi nghĩ nếu mà lúc đó Chúa Giê-xu ngài cho phép Phi-rơ sử dụng gươm thì có lẽ Chúa Giê-xu sẽ được bảo vệ theo cách như vậy. Nhưng mà Chúa Giê-xu thì ngài không muốn cho các môn đồ của ngài phải sử dụng gươm giáo, bởi vì vương quốc của Chúa không phải thuộc về đời này, đúng không ạ? Ở trong Giăng đoạn 18 câu 36, Chúa Giê-xu đáp thế này: nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian này. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian này thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận, đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa. Nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới. Như vậy thì vương quốc của Chúa không phải thuộc về thế gian, nhưng mà thuộc về thiên đàng. Và chúng ta không sử dụng những cái vũ khí của thế gian để mà chúng ta đánh trận. Là con cái Chúa, chúng ta thuộc về vương quốc nào quý mà chị em? Thuộc về thiên đàng, đúng không ạ? Và trong thiên đàng thì có cái quyền năng của thiên đàng. Thời tiết bây giờ đang bên ngoài mưa rất là lớn, cho nên là tôi để ý rằng là cái giờ này là trời nó mưa. Cho nên chắc là mốt là chúng ta sẽ rút ngắn cái thời gian để chúng ta nghe lời Chúa trước 4 giờ đó, thì nó sẽ gọi là nó không có bị mưa. Tôi không biết là quý vị chúng ta nghe âm thanh nó có rõ không. Cảm ơn Chúa. Là con cái Chúa, chúng ta sống ở trong vương quốc của Chúa thì chúng ta có thể phục vụ Chúa ở trong bất cứ một thể chế quốc gia hoặc là một thể chế chính trị nào. Và chúng ta không cần phải lăn tăn về cái việc đó là thân phận của mình sẽ như thế nào khi mà mình, nhất là mình là một người lưu vong, mình là một người bị cai trị, mình là một người bị thuộc về một dân tộc bị áp bức, và mình phải phục vụ ở trong một cái chế độ chính trị mà nó đang cai trị cho dân tộc của mình. Tôi ví dụ Daniel và những người bạn của Daniel là những người họ rất là trung tín ở trong sự phục vụ vua Nebuchadnezzar, mà Daniel và ba người bạn của Daniel không hề có bất cứ một cái sự bất đồng nào, không hề có bất cứ một cái sự nổi loạn nào đối với lại Nebuchadnezzar. Họ vẫn vui vẻ phục vụ Nebuchadnezzar. Quý mài cho em đọc ở trong sách Daniel từ đoạn 1 cho đến đoạn số 12, chúng ta sẽ thấy rằng là Daniel là một chàng trai rất là khôn ngoan, thông minh và ưu tú của Israel. Nhưng mà Daniel không bao giờ tạo phản, không bao giờ gây ra sự kích động bạo lực ở trong thể chế mà ông đang phục vụ. Và nếu mà chúng ta nói về bối cảnh của Daniel phục vụ vua Nebuchadnezzar thời xưa đó quý vị, thì chúng ta biết rằng là vua Nebuchadnezzar là một vị vua rất là gian ác. Gian ác như thế nào? Gian ác đó là khi mà Nebuchadnezzar, ông vua Nebuchadnezzar, ông đã đến Jerusalem
ông đã tàn sát tất cả những người ở tại Jerusalem. Ông đã giết rất là nhiều dân sự, đàn bà, con nít, rồi những cái người lính, giết rất là nhiều, thậm chí là móc mắt luôn cả ông vua Sê-đê-kia nữa. Và khi mà nên có cái nói xa ông móc mắt ông Sê-đê-kia như vậy, thì Daniel vẫn ở đó và nhìn thấy tất cả mọi thứ. Nếu quý vị là Daniel, quý vị nhìn thấy ông vua Nebuchadnezzar đã giết nhiều người dân của mình, giết nhiều người dân vô tội của mình, rồi móc mắt cả cái người lãnh đạo của đất nước mình như vậy, quý vị có vui vẻ để mà phục vụ cho ông vua gian ác đó không? Câu trả lời cũng rất là khó đúng không ạ? Làm sao mình có thể phục vụ cho một cái kẻ mà hung bạo như vậy? Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng là Daniel vẫn vui vẻ để mà phục vụ cho Nebuchadnezzar. Nhưng mà chúng ta biết rằng là Daniel cũng là một người yêu nước. Không phải là ông phục vụ vua Nebuchadnezzar rồi ông quên dân tộc của ông, nhưng mà ông đã kiên ăn cầu nguyện, hạ mình để tìm kiếm Chúa. Ông đã kiên ăn rất là nhiều để mà cầu nguyện xin Chúa ngày thương xót và giải cứu dân tộc của mình. Ông đã kiên ăn cầu nguyện, và bởi sự cầu nguyện kiên ăn của ông thì Chúa ngài đem dân Israel trở lại Jerusalem để lập quốc. Cảm ơn Chúa rằng là chúng ta thấy được bài học của Daniel, đó là nếu yêu nước thì chúng ta phải cầu nguyện cho đất nước và dân tộc của mình, và không có tạo ra một sự cách mạng bằng bạo lực, nhưng mà tạo ra cách mạng ở trong thuộc linh qua sự kiên nhẫn cầu nguyện. Vậy thì vũ khí của con cái Chúa đó là sự cầu nguyện, chứ không phải là bằng bạo lực, súng đạn, hoặc là bằng gươm giáo. Vừa qua lớn. Vũ khí đánh bại ma quỷ đó chính là quyền năng của Chúa Trời. Quyền năng của Chúa lớn hơn những cái quyền lực của ma quỷ, thậm chí là những cái bùa chú, bùa ngải của Satan nữa quý mời xem. Khi chúng ta nhân danh Chúa Jesus để cầu nguyện, cột trói quyền lực của ma quỷ, thì những cái công việc của chúng nó sẽ bị cột trói và sẽ bị lộ ra. Vừa rồi thì khi học Kinh Thánh ở trên Zoom, thì tôi đã hướng dẫn cho một con cái Chúa ở ngoài Bắc. Cô này đã làm chứng rằng là một sư ơi, chị đã tin Chúa mười mấy năm nay, nhưng mà chị trước khi tin Chúa đó chị sử dụng bùa. Tôi hỏi chị rằng là chị trước đây chị sử dụng bùa như thế nào, thì người chị em này trả lời rằng là một sư biết không, tôi đã sử dụng bùa để mà gạt tiền của người ta. Tôi đã làm cái bùa đó và tôi để ngay trước mặt cái người nhân viên ngân hàng đó. Tôi chỉ còn nói vài câu thôi thì cái người nhân viên ngân hàng đó đưa cho tôi 500 triệu. Đưa 500 triệu mà không cần phải là hỏi thêm ý kiến gì hết, và chị có thể gạt được người ta 500 triệu một cách nhanh chóng như vậy. Rồi sau đó chị bị mắc phải vòng lao lý, người ta truy nã chị bởi vì với chị lừa đảo, gọi là chiếm đoạt tài sản của người khác. Và chị nói rằng là đang khi mà chị bị truy nã như vậy đó, thì chị lại sử dụng cái lá bùa đó để đi ra nước ngoài. Tôi hỏi ủa sao mà chị có thể đi ra nước ngoài được, thì người chị em này nói rằng là cô sư biết không, tôi chỉ cần để cái lá bùa đó ở ngay cái passport của tôi đó, thì cái người nhân viên hải quan á, ma quỷ nó khiến cho hoa mắt và nó cho phép tôi đi qua khỏi cổng hải quan luôn, và tôi có thể đi chính nước luôn mà không cần phải lo về cái truy nã của tôi. Và sau khi mà người che nó đi du lịch xong chính nước về lại Việt Nam thì bị công an Việt Nam bắt, và người che em nó phải vô tù đi mấy năm đó. Nhưng mà người che em nó làm chứng rằng là quyền lực ma quỷ bù chú là có thật. Nó có thể khiến cho người ta bị thôi miên để mà mình có thể lấy tiền của người ta.
thậm chí là che mắt luôn cả công an hải quan nữa. Và sau đó thì tôi hướng dẫn cho người chị em này cầu nguyện, cắt đứt cái giao ước đó. Và khi mà cầu nguyện thì quyền lực ma quỷ lộ ra, cái tay của người chị em này nó bị quéo, quéo lại và nó múa ngay trước mặt cái màn hình của tôi. Và khi tôi cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ, mày phải đi ra khỏi người chị em này. Và cầu nguyện một hồi vài phút sau thì chị trở lại bình thường. Và chị nói rằng là bây giờ cái tay của chị đã được khỏe hơn, nhẹ hơn rất là nhiều. Cảm ơn Chúa rằng là chúng ta thấy quyền lực của ma quỷ nó là có thật, nó là có thật, nhưng mà quyền năng của Chúa lớn hơn quyền lực của ma quỷ. Amen. Và bất cứ một ai mà nhờ cậy nơi quyền lực của bùa chú tà thuật, những người đó đều rất là khổ và rất là nghèo. Tôi đi tuần vừa rồi thì đi qua cái khu vực của tỉnh Ninh Thuận, vào trong cái khu vực của người đồng bào Rắc Lây. Thì quý vị biết rằng là vào trong cái làng của người dân tộc ở đó đó, nó nghèo sơ nghèo sát, nhà nào nhà nấy cũng lụp sụp, không có một cái nhà tường nữa quý mà trên, toàn là nhà đất không à, nhà lá, nhà chòi đó. Và người ta nói rằng là cả ngàn người chúng tôi ở đây đó là ai cũng như vậy hết, và tất cả mọi nhà đều thờ cúng và đều có bùa chú hết. Và tôi phát hiện ra rằng là có những dân tộc thiểu số họ bị của xã, họ bị sống ở trong sự nghèo thiếu, nợ nần, đói kém là bởi vì cớ họ đã sử dụng bùa. Và chính cái bùa chú nó khiến cho người ta trở nên nghèo kiết xác như vậy. Và có một điều rất là thú vị, đó là những người sử dụng bùa đó quý vị, những người mà trong giới tà thuật đó, tuy họ nghèo như vậy nhưng mà ma quỷ nó lại cho những người đó thấy rằng là họ sống ở trong một cái cung điện rất là lớn, nguy nga, làm chức lớn nữa. Có một người đồng bào ID được giải cứu được khỏi quyền lực ma quỷ, mà trước đây người này là Malai. Thì người này tự xưng là mình là người rất là giàu ha, mình sống ở trong cái cung điện, nhà rất là lớn to ha, ăn bận rất là sang trọng. Sau khi cầu nguyện xong, quỷ bị đuổi đi. Thì ông mục sư đó hỏi rằng là anh kể lại cho chúng tôi nghe về cái cuộc sống của anh trước đây như thế nào. Thì cái người nói rằng là mục sư biết không, trước đây đó tôi là phi công. Tôi là phi công. Nói ủa anh là phi công hả, phi công sao? Nói là dạ mục sư biết không, cứ mỗi tối 12 giờ đó là em nằm ở trên giường. Em nằm trên giường, thế là ma quỷ nó cho em lên cái máy bay. Em thấy em ngồi ở trong một cái buồng lái máy bay á, và em chỉnh máy bay đó, em có thể khiến cho máy bay nó bay, giống như là ảo giác mà đúng quý vị. Có thể là trong linh ma quỷ nó cho người đó nhìn thấy rằng là mình là một phi công, ăn bận rất là bảnh bao ha, đi máy bay, lái máy bay, nó nhìn rất là sang trọng. Nhưng mà thực tế thì không phải như vậy. Ăn bận thì rách rưới, nhà thì rất là nghèo nàn, tồi tàn đúng quý vị. Nó giống như là cho cái người đó chơi đá, rồi chơi đá, chơi ảo giác đó. Và cái người đó cứ thấy mình là một người rất là giàu, nhưng thực tế thì không phải. Cho nên là ai đó dính vào trong những cái bùa chú thì họ bị sống ở trong một cái ảo giác không có thật. Họ cứ nghĩ rằng là mình là người giàu, mình là một người có quyền lực. Nhưng thực tế đó quý vị, có thật khi mà xảy ra cái việc đó là có một người nữ ED, cô gái này cũng trẻ thôi, một ngày kia người ta nhìn thấy cái cô gái này cỡ khoảng chừng tầm 20 tuổi đó, bay ở trên cao đó, lấy cái chổi ngồi trên cái chổi đó, bay vướng cục điện, đụng vô cái trường học, rớt từ trên cao rớt xuống đùng một cái. Người ta chạy đến mà người ta nói tại sao mà mày lại có thể làm được như thế này. Thì cái cô này mới nói rằng là tôi vừa mới lái máy bay và cái chổi này là máy bay của tôi nè, nhưng mà do là tôi chưa có điều khiển nó gọi là nó thành thục, cho nên là nó bị gặp sự cố, đụng trúng cái dây điện và đụng vô cái nhà người ta. Đây là câu chuyện có thật quý vị, có thật. Nhưng mà cô gái này bây giờ đã tin Chúa rồi, được giải cứu rồi. Và người ta nói với tôi rằng là ma lai phù thủy là có thật,
Cho nên chúng ta nhìn thấy những cái câu chuyện của Harry Potter đó, mà phù thủy người ta ngồi trên cái chổi mà bay đó quý vị, là có thật. Ở trong cái giới tà thuật đó, nó luyện tới cái đó đó quý vị. Nhưng mà quyền năng của Chúa thì lớn hơn nữa. Cho nên chúng ta là con cái Chúa, chúng ta hãy tránh xa khỏi những cái tội tà thuật, những cái bùa chú bùa ngải của thế gian xung quanh. Ma quỷ không thể bị đuổi ra bằng nắm đấm hoặc là sức mạnh của cơ bắp, nhưng mà ma quỷ chỉ bị đuổi ra bởi quyền năng ở trong danh của Chúa Giêsu Christ. Và ai có quyền năng của Đức Chúa Trời thì người đó có đủ sức mạnh để có thể chiến thắng được những tội lỗi và những sai lầm ở trong thế giới tối tăm. Ai có quyền năng của Đức Chúa Trời thì người đó có đủ sức mạnh để loại trừ ma quỷ ra khỏi đời sống của mình, và người đó sẽ có thể thay đổi cuộc đời của mình từ bất hạnh trở thành phước hạnh, và nhất là người đó sẽ được hưởng sự sống ở đời ở trong đời sau qua danh của Chúa Giêsu Christ. Như vậy thì câu hỏi đặt ra đó là chúng ta phải làm gì để có được quyền năng của Đức Chúa Trời đây? Chúng ta phải làm sao để chúng ta có được quyền năng của Đức Chúa Trời? Thứ nhất, chúng ta cần phải có một đời sống cầu nguyện bằng đức tin. Chúng ta phải có một đời sống cầu nguyện trong đức tin. Ở trong Thiên đoạn thứ 56 câu 9, lời của Chúa nói rằng là: ngày nào tôi kêu cầu, các kẻ thù nghịch tôi thối lui lại sau, tôi biết điều đó vì Đức Chúa Trời bênh vực tôi. Ngày nào chúng ta kêu cầu hay là chúng ta cầu nguyện đối với quý vị, thì chúng ta sẽ được sự bảo vệ, sự che chở và bênh vực của Chúa. Vậy thì khi chúng ta đối diện chúng ta đối diện với lại những cái sự áp bức, sự bắt bớ, những cái thế lực nghịch lại với chúng ta, thì chúng ta cần phải cầu nguyện. Và để cầu nguyện được một cách gọi là hanh thông ở trước mặt Chúa thì chúng ta cần phải tha thứ. Bởi vì nếu chúng ta không tha thứ, không yêu thương, thì cái lời cầu nguyện của chúng ta nó sẽ mang cái vị đắng ở trước mặt Đức Chúa Trời, và chúng ta sẽ không được Chúa ngài nhận lời. Chúng ta cầu nguyện mà nói: Chúa ơi, xin Chúa ngài bẻ cổ, xin Chúa ngài vặn họng cái người đó, nó ác quá Chúa ơi, nó lấy đất của con, lấy nhà của con, nó lấy tài sản của con, Chúa ơi xin Chúa ngài trừng trị nó. Quý vị ơi, cái lời cầu nguyện đó nghe có vẻ có lý, nhưng mà nó không đúng với chân lý của Chúa. Chúa nói rằng là khi chúng ta cầu nguyện á, nếu chúng ta có bất hòa với ai đó thì chúng ta phải tha thứ, đúng không ạ? Phải làm hòa với họ. Bởi vì nếu mà chúng ta không tha thứ, không làm hòa với họ thì Đức Chúa Trời sẽ không tha lỗi chúng ta. Cho nên để đời sống của chúng ta, để đời sống cầu nguyện của chúng ta có quyền năng thì chúng ta cần phải tha thứ. Phải tha thứ. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 18 cho đến 22, đây là lời của Chúa đã nói thế này: quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin và không nghi ngờ chết, thì chẳng những các ngươi làm được điều đã làm cho cây vả mà thôi. Xong, dầu các ngươi biểu hòn núi này rằng: hãy cất mình lên và quăng xuống biển, điều đó cũng sẽ làm được. Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, hãy đều được cả. Như vậy thì bởi sự cầu nguyện thì những cái điều mà chúng ta cầu xin Chúa sẽ được Chúa ngài nhậm lời và Chúa hành động. Dù nó khó như là hòn núi, nhưng mà bởi đức tin thì cái hòn núi nan đề đó nó sẽ bị dời đi chung thang. Và chúng ta cần phải cầu nguyện trong đức tin. Quý mà chèm con 22 nói rằng là: trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, hãy đều được cả. Tôi nhớ cách đây cũng hơn mười mấy năm, gần 20 năm, khi mà gia đình của chúng tôi sống ở quận 5, chúng tôi sống ở một cái khu, một cái nhà lớn mà nó dạng chung cư rồi đó, có nhiều hộ gia đình sống chung ở trong một cái căn nhà lớn như vậy. Thì ở trên trung ương họ ra một cái tờ giấy quyết định rằng là thu hồi lại cái nhà đó, bởi vì cái nhà đó là nhà được nhà nước cấp cho những cán bộ làm việc cho nhà nước. Tại vì lúc đó mẹ tôi làm việc ở trong trung tâm y tế quận 5, cho nên là được nhà nước cấp cho cái nhà đó và cùng với lại 5 hộ khác nữa. Thì
bốn hộ khác cộng chúng tôi nữa là 5. Thì khi mà chúng tôi nhận cái tờ giấy đó là cái nhà đó sẽ bị thu hồi lại và chúng tôi phải đi chỗ khác ở, coi như là chúng tôi không có nhà nữa. Thì bắt đầu ba mẹ tôi cùng với cả gia đình cùng nhau hiệp ý cầu nguyện: Chúa ơi, xin Chúa ngài thay đổi cái việc này. Bởi vì nếu bây giờ nhà nước mà thu hồi lại cái nhà đó thì chúng con sẽ không có nhà để ở. Và thế là gia đình cầu nguyện. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi quý mà anh chị em, thì Chúa làm phép lạ, Chúa khiến cho nhà nước họ thu hồi lại cái tờ giấy thu hồi đó. Họ thu hồi lại cái tờ giấy thu hồi quý mà anh chị em. Và chúng tôi vẫn được tiếp tục ở tại nhà đó. Và phép lạ nó xảy ra đó là chúng tôi được hóa giá căn nhà đó nữa quý vị. Được hóa giá căn nhà đó nữa. Tức là căn nhà đó là của nhà nước, nhưng mà bây giờ thì chúng tôi được phép đứng tên, ba mẹ tôi đứng tên cái nhà đó và được quyền để bán. Và cảm ơn Chúa rằng là phép lạ của Chúa xảy ra và chúng tôi bán được cái nhà đó. Bán được cái phần của chúng tôi là được mấy chục cây vàng thời bấy giờ. Và chúng tôi mới có tiền để mua thêm nhà sau này. Cho nên chúng ta thấy rằng là khi chúng ta đang ở trong cái thế bất lợi, thì thay vì chúng ta nổi đoá, chúng ta tìm cách để chúng ta giành giật lại theo xác thịt của chúng ta, thì quý vị ơi, chúng ta cần phải cầu nguyện. Xin Chúa ngài thay đổi về cái sự tai họa đó. Xin Chúa ngài thay đổi. Và cảm ơn Chúa rằng Chúa đã hành động ở trên gia đình của chúng tôi. Cho nên con cái Chúa nào chúng ta đang bị sống ở trong cái sự đe dọa, chúng ta đang bị đe dọa về việc nhà cửa đất đai của mình, chúng ta bị đe dọa về tài sản của mình, thì quý vị chúng ta hãy cầu nguyện Chúa ngài sẽ ra tay và Chúa sẽ hành động. Điều thứ hai, để chúng ta có được quyền năng của Chúa ở trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta cần phải mặc lấy tất cả những khí giới thuộc linh ở trong đời sống thuộc linh của chúng ta. Ở trong Ê-phê-sô, sách Ê-phê-sô đoạn 6, câu số 12 trở đi. Tôi sẽ đọc từ câu 11 cho đến câu số 18 như thế này. Vả lại anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của ngài, hãy mang lấy một khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy một khí giới của Đức Chúa Trời hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể kịp lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm cho nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tính làm an và làm bị dép, lại phải lấy thêm đức tin làm phẫn. Nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ, cũng phải lấy sự cứu chuộc làm áo trụ và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ tròn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho thể các thánh đồ. Cảm ơn Chúa, đây là phân đoạn thánh mà sứ đồ Phaolô nói rằng là chúng ta cần phải lấy một khí giới của Chúa để đứng vững. Khí giới của Chúa đây là gì ạ? Đó là lẽ thật làm dây nịt lưng, giáp của sự công chính, tin lành bình an mà làm giày dép, rồi đức tin làm thuẫn, rồi lấy mão trù của sự cứu chuộc và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời của Trời. Có những khí giới như vậy. Chúng ta cần phải mặc lấy tất cả những giới này để chúng ta có một đời sống đầy quyền năng và sức mạnh ở trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Quý vị nên cầu nguyện mỗi tuần lễ cho đời sống thuộc linh của mình. Chúng ta hãy nên công bố lời này ở trên đời sống của chúng ta trong sự cầu nguyện. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, con mặc lấy tất cả một giới này. Từ nịt lưng của lẽ thật cho đến mão trụ của sự cứu rỗi, thuận đức tin, áo giáp của sự công chính, nịt lưng của lẽ thật, mão trụ, rồi giày dép của tên là bình an, tất cả mọi thứ này chúng ta mang lấy vào trong đời sống của chúng ta để chúng ta có thể địch lại với tất cả những công việc của ma quỷ. Rồi tiếp theo chúng ta hãy kiên nhẫn cầu nguyện, mặc lấy tất cả mọi khí giới thuộc linh này, rồi chúng ta cần phải bước vào trong sự kiên nhẫn, thì chúng ta sẽ có quyền năng của Chúa. Tại vì những khí giới của Chúa mà nếu chúng ta không có sự kiên nhẫn thì sẽ không có sức dầu và sẽ không có phép lạ xảy ra.
Một trong những cái câu chuyện nổi tiếng về sự kiên ăn đó là hoàng hậu ECT. Khi mà dân Israel đối diện với cái án tử hình, bởi vì cớ Haman là một người rất là ghen ghét dân Israel, gọi là dân Juda đó quý vị. Họ đã, Haman cùng với những người theo mình đã tìm cách để mà tiêu diệt dân Juda. Và họ đã có thể lập ra cái mưu để mà xin một cái chiếu chỉ của vua Asiru, đó là sẽ tiêu diệt cả dân Juda. Ở trong một cái ngày nào đó họ đã quyết định. Và trong cái chiếu chỉ đó có định sẵn ngày và giờ là dân Israel cả triệu người sẽ bị giết ở trong xứ sở Susa. Và dân Juda đã rất là đau khổ, có người thì khóc, có người thì la, có người thì chiên ngang cầu nguyện, và họ đối diện với một cái nỗi khổ rất là lớn, đó là dân tộc của họ sẽ bị tiêu diệt. Và thế là Mardochê đã đến gặp ECT là hoàng hậu ở trong cung vua. Và Mardochê đã nói thế này: chớ thầm tưởng rằng ở trong cung vua ngươi sẽ được thoát khỏi phải hơn mọi người Juda khác, vì nếu ngươi làm thinh ở trong lúc này đây, dân Juda hẳn sẽ được tiếp trợ và giải cứu bởi các khác, còn ngươi và nhà cha ngươi đều sẽ bị hư mất. Song nào ai biết rằng chẳng phải vì cớ cơ hội hiện lúc này mà ngươi được vị hoàng hậu sao? ECT đoạn 4 câu 13 cho đến 16. Bà ECT bèn biểu đáp lại cùng Mardochê rằng: hãy đi nhóm hiệp các người Juda ở tại Susa, rồi hãy vì tôi kiên cử ăn trong 3 ngày và đêm, chớ ăn hay uống gì hết. Tôi và các nàng hầu tôi cũng sẽ kiên cử ăn nữa. Như vậy tôi sẽ vào cùng vua là việc trái luật pháp. Nếu tôi phải chết thì tôi chết. Ở đây Kinh Thánh nói với chúng ta rằng là ECT đã nhờ cả dân Juda cùng với bà để mà kiên ăn. Trong 3 ngày bà cũng kiên ăn luôn, và những người mà ở cùng với bà đó cũng sẽ kiên ăn. Trong 3 ngày kiên ăn để mà mình được ân huệ ở trước mặt vua. Bởi vì nếu gặp vua mà vua không có dơ cái cây phủ quyệt ra, tức là bà sẽ phải bị chết. Trong cái thời của phong kiến thời xưa là như vậy. Nếu không có cái cây phủ quyệt mà vua dơ ra thì ngay cả vợ của vua thì cũng sẽ phải chết. Nhưng mà bà vì có dân tộc của mình, cho nên bà liều mạng sống của bà để bà đi gặp vua. Và trước khi đi gặp vua thì bà đã nhờ mọi người kiên ăn trong 3 ngày. Và cả một dân tộc, quý mà cho em, cả một dân tộc từ lớn cho đến nhỏ, từ người lớn cho đến người nhỏ, nam hay nữ, đều phải kiên ăn cầu nguyện, không ăn không uống gì hết. Tôi tin rằng là nếu mà dân Việt Nam của chúng ta, 100 triệu người dân Việt Nam của chúng ta mà cùng nhau kiên ăn cầu nguyện với Chúa trong 3 ngày thôi, chắc chắn sẽ có phép lạ, đúng không quý mà cho em? Dân Nam của chúng ta, từ miền Bắc cho đến miền Trung, miền Nam, tất cả mọi người dân, 100 triệu người dân Việt Nam cùng nhau hạ lòng xuống, kiên ngang cầu nguyện tìm kiếm Chúa. Không đi làm, không chạy xe, không chở búa gì hết, kiên ngang cầu nguyện hết. Chắc chắn có phép lạ của Chúa xảy ra, đúng không? Kẻ thù ngoại bang ở phía Bắc cũng không bao giờ dám lấn lướt hà hiếp chúng ta đâu. Kinh tế của chúng ta sẽ được phục hồi, vị thế trên trường quốc tế của chúng ta sẽ được thay đổi. Tôi dám nói điều đó là bởi vì có Kinh Thánh đã chứng minh rồi. Dân Juda họ đứng ngay cái bờ vực của sự diệt vong. Tại vì có giờ, có ngày, có tháng rồi, định ở trong chiếu chỉ của vua, và chiếu chỉ của vua đã được vua ấn vào trong bằng cái nhẫn của mình. Và cảm ơn Chúa rằng sau 3 ngày đó phép lạ Chúa xảy ra. Ông vua đã mời bà ECT đến dự tiệc yến. Ông vua đã dơ cái cây phủ quyệt ra và bà được sống. Và bà sau đó bà được mời đến dự yến tiệc của vua. Và ngay trong cái đêm hôm sau, quý vị, phép lạ Chúa xảy ra nữa. Cái đêm quyết định đó, trước khi tiệc yến xảy ra đó, Chúa khiến cho cái ông vua này không thể ngủ được. Ông nằm lăn qua lăn lại, không ngủ được. Và khi mà ông không ngủ được như vậy, cái ông đi ra thư viện, ông tìm sách để đọc. Và khi ông tìm
văn bản, và trong cái văn bản đó ông đọc thấy là có một người tên là Mạc Đô Chê, trước đây đã từng lập công với vua, bởi vì cớ ông Mạc Đô Chê đó là người Giuđa đã vạch ra được cái âm mưu giết vua của hai vị hoàng quan. Và cái ông Mạc Đô Chê đó lập công lớn như vậy đó, ông vua ổng nghe tới ông đọc được cái câu chuyện đó, ông hỏi cái người khác rằng là ủa như vậy thì có ai thưởng cho Mạc Đô Chê cái gì chưa, thì người ta nói rằng là dạ chưa vua, lập công như vậy nhưng mà không có được cái gì hết. Cái ông vua ổng mới mời Haman, tức là cái người mà muốn giết dân Giuđa đó, mời Haman là kẻ thù của dân Giuđa vào và hỏi rằng là bây giờ nếu mà một người mà được cái sự vinh hiển cao trọng nhất ở trong nước này á, thì theo ngươi cái người đó sẽ được những gì. Cái là ông Haman ông nghĩ rằng là ông vua đang nói mình nè, mình chắc mình sẽ được giống như vậy đó, cho nên ông Haman nói rằng là bây giờ nếu mà cái người được mà cao trọng ở trong nước đó thì người đó sẽ được ngồi trên ngựa ha, rồi có người dắt cái con ngựa của cái người đó, và đi đâu thì cũng hô rằng là ô cái người được vinh hiển, cái người được vinh hiển, được mặc áo của vua và được đi vòng khắp cả thành phố như vậy. Thế là ông vua nói rằng là bây giờ được rồi ha, bây giờ ngươi sẽ dắt cái con ngựa của Mạc Đô Chê đó rồi xong dẫn đi khắp cả cái kinh thành đó, rồi ngươi phải tôn cao, ngươi phải tung hô các anh chàng lên. Haman nghe ngay lập tức là sụp đổ luôn, cứ nghĩ rằng là mình sẽ là người như vậy, nhưng mà rốt cuộc là kẻ thù của mình là Mạc Đô Chê lại được. Và rồi rốt cuộc cuối cùng thì Haman phải bị chết, Haman và cả nhà của ông cùng với những người theo ông đã phải chết, bởi vì với những người Giuđa đã lật ngược tình thế với Mạc Đô Chê. Nếu chúng ta có thời gian chúng ta đọc sách ECT, chúng ta thấy rằng là trong sách này đặc biệt lắm, không có nhắc đến một từ Đức Chúa Trời nào hết, không có một chữ Chúa nào ở trong sách ECT này. Nhưng mà lạ lùng thay, Đức Chúa Trời Ngài vẫn luôn hiện diện và Ngài vẫn bảo vệ dân của Chúa theo cách rất là đặc biệt. Và cái điểm then chốt của cái câu chuyện này đó chính là bà hoàng hậu ECT, bà đã có sự can đảm ra mắt vua. Và trước khi bà ra mắt vua, bà đã kiên ngăn cầu nguyện. Cho nên tôi khích lệ quý vị nào, những ai chúng ta đang đối diện với cái sự thử thách rất lớn mà nguy hiểm đến tính mạng của mình, nguy hiểm đến tính mạng của những người thân cận mình, quý vị nên kiên ngăn 3 ngày. Chỉ cần 3 ngày thôi, không cần phải kiên ngăn 7 ngày hoặc là 3 tuần lễ hay là 40 ngày gì hết. Chỉ 3 ngày thôi quý vị, hết lòng hạ mình xuống cho mà Chúa, chắc chắn sẽ có sự thương xót và phép lành Chúa sẽ ra. Amen không quý mời chị em. Chúng ta không cần phải chửi lại nó, chúng ta không cần phải thưa kiện gì hết. Quý vị chỉ cần thưa với Đức Chúa Trời thôi. Chúa là đấng chí cao, Ngài sẽ hành động ở trên kẻ thù của chúng ta. Amen. Và điều cuối cùng để chúng ta có được cái quyền năng ở trong đời sống của chúng ta, đó là chúng ta cần phải sẵn sàng để vâng lời và chấp nhận trả giá để làm theo ý muốn của Chúa. Nếu chúng ta không sẵn sàng để vâng theo lời của Chúa, làm theo ý muốn của Chúa, thì chúng ta sẽ không thể có kết quả và không thấy được phép lạ gì hết của Chúa xảy ra hết. Ở trong Tin Lành Giăng đoạn 12 câu 24 cho đến 26, Chúa Giêsu Ngài đã phán thế này: quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết đi sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi, ai ghét sự sống mình trong đời này thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời. Nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta, và ta ở đâu thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai hầu việc ta thì cha ta ắt tôn quý người. Ở đây lời của Chúa nói rằng là để một hột giống lúa mì nó kết quả thì cái vỏ bên ngoài của nó phải chết đi. Và điều này được ví dụ cho một đời sống muốn được kết quả trong Chúa, thì cái bản tánh xác thịt của con người bề ngoài của chúng ta nó phải chết đi quý mà cha. Có những sự tham lam, ô uế, có những cái gì đó mà nó kiêu ngạo, nó nổi loạn nghịch lại với lời của Chúa. Chúng ta cần phải cho nó chết đi, để khi mà nó chết đi ở ngoài rồi thì sự sống bên trong của Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ được bày tỏ qua đời sống của chúng ta. Và khi chúng ta mất đi cái tính xác thịt của chúng ta đó quý vị, thì chúng ta theo lời của Chúa, chúng ta để cho cái tính xác thịt của chúng ta chết đi, thì chúng ta sẽ
giữ lại cho đến sự sống đời đời. Và cho nên chúng ta muốn hầu vì Chúa kết quả, theo Chúa kết quả, chúng ta cần phải có một đời sống chấp nhận trả giá. Trả giá điều gì quý mài trang? Hy sinh từ bỏ tội lỗi và chết đi cái tôi của chúng ta. Nếu cái tôi còn sống thì Chúa không thể nào có thể sống và kết quả trong đời sống của chúng ta được. Lúc trước khi mà tôi còn là một thiếu niên, khi tôi còn là một thiếu niên thì tôi đã nghe một ông mục sư tổ quán nhiệm của một hệ phái Ngũ Tuần Tư Gia, và ông mục sư này ông làm chứng, và tôi ngồi tôi nghe tôi rất được cảm động. Ông nói rằng là có lần kia ông cùng với vợ của ông đi đi lên Buôn Ma Thuột để mà làm chứng và truyền bá tin lành của Chúa cho người đồng bào ở đây. Thì ông đi và kết quả rất là nhiều, thậm chí phép lạ Chúa xảy ra rất là nhiều nữa quý vị. Ông nói rằng là khi mà ông giảng lời Chúa đó, ông nhìn đến ai người đó khóc. Có lần ông nhìn vào trong người phụ nữ nọ thì người phụ nữ đó bật khóc lên. Và cho dù ông chỉ nhìn thôi, họ cũng khóc. Tôi nghe cái lời làm chứng của mục sư đó, tôi nói wow, cảm ơn Chúa, ông này đầy ơn của Chúa. Ước gì sau này mà con cũng đầy ơn giống như mục sư đó. Và ông làm chứng tiếp nữa rằng là sau cái chuyến đi như vậy đó, sau những chuyến đi như vậy đó, thì có lần ông đã bị bệnh rất là nặng, và người ta tưởng rằng là ông không thể nào qua khỏi. Vợ của ông chăm sóc cho ông, và ông bị bệnh sốt rét liên tục trong nhiều ngày mà không hết, và người ta nghĩ rằng là ông này sẽ chết về với Chúa. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa đã làm phép lạ, Chúa chữa lành cho mục sư này, và ông mục sư này được khỏe và tiếp tục sống phục vụ Chúa cho đến ngày hôm nay mà không phải chết. Tôi nói ồ, cảm ơn Chúa, con người đầy ơn của Chúa, ước gì sau này mình cũng được giống như vậy ha. Và thế là trong trong những ngày gần đây, khi mà Chúa cho phép tôi đi Buôn Ma Thuột, tôi hầu vì Chúa, tôi không có suy nghĩ cái gì hết. Nhưng mà thình lình có một ngày kia tôi chợt nhớ đến ông mục sư đó. Cái ông mục sư mà lúc mà tôi còn là thiếu niên đó, tôi nghe ông làm chứng đó, về công việc Chúa. Tôi nói rằng ồ, mình được đi lại những cái con đường mà những tôi tới Chúa trước đây đã từng đi qua. Và tôi vào trong những cái buôn làng của người đồng bào. Và khi có một ngày kia, khi mà tôi nói chuyện với cả một gia đình, tôi nói chuyện với cả một gia đình mười mấy người ngồi trước mặt tôi, và tôi đang nói bình thường thôi, thì tôi nhìn thấy cái cô đó là mẹ ở trong gia đình, mẹ của những người con. Cái cô này cũng bật khóc, cũng bật khóc ngon lành trước mặt tôi và trước mặt mọi người. Tôi nói ồ, cảm ơn Chúa, Chúa đụng chạm, chứ mình đâu có nói cái gì đâu, mình đâu có nói gì đặc biệt đâu, nhưng mà Chúa hành động trong lòng của người đó. Nhưng mà sau khi mà tôi rời khỏi đó và tôi về lại thành phố Hồ Chí Minh, tôi cảm thấy trong người của tôi nó bị xúc đi, và tôi bị ngã bệnh. Tính ra cho đến ngày hôm nay là đã hơn 2 tuần rồi. Hơn 2 tuần tôi vẫn còn một chút dư âm của cái viêm họng đó. Tôi mới thấy rằng là để mình hầu vì Chúa hiệu quả, quý vị, để có quyền năng, có những dấu kỳ phép lạ của Chúa xảy ra, nó không phải đơn giản, nhưng mà mình phải chấp nhận hy sinh và trả giá. Có thể trả giá bằng sức khỏe của mình, có người thì đau đớn hơn là trả giá bằng hạnh phúc hôn nhân gia đình của mình. Tức là nhiều khi á, đi công việc Chúa nhiều quá, trong mục sư đó về nhà cái là gặp sóng gió bão tố nổi lên giữa hai vợ chồng, nhưng mà vẫn phải đi, Chúa kêu gọi rồi thì phải đi. Nhưng mà sau đó thì họ trải qua hết thì mọi sự thì được ổn. Cho nên chúng ta muốn có quyền năng của Chúa, chúng ta phải chấp nhận trả giá, phải bước ra khỏi cái chỗ an toàn của mình để mà đến nơi Chúa ngài mong muốn chúng ta phải đến, thì chúng ta sẽ thấy phép lạ của Chúa xảy ra. Amen. Và bây giờ chúng ta cùng nhìn đứng lên và chúng ta cùng cầu nguyện để kết thúc sứ điệp này. Để Chúa giấu chúng con cảm ơn ngài bởi vì lời của Chúa buổi chiều hôm nay đã nói chúng con biết rằng chúng con muốn theo Chúa, chúng con phải chấp nhận trả giá. Muốn theo Chúa, chúng con cần phải làm theo lời của ngài. Muốn theo Chúa và chúng con muốn thấy được quyền năng của ngài thì chúng con cần phải mặc lấy tất cả những vũ khí của Đức Chúa Trời. Không phải là những vũ khí của xác thịt, nhưng mà bèn là vũ khí quyền năng của Đức Chúa Trời. Chúa ơi, đó là thuẫn đức tin,
đó là nịch lưng của lẽ thật, đó là mão trục của sự cứu rỗi, đó là gươm của Đức Thánh Linh, là lời của Trời, và giày dép của Thiên Đàng bình an cùng tất cả mọi thứ khác. Lạy Chúa, xin Chúa ngày cho chúng con đứng vững ở trong ơn của Chúa để tiếp tục phục vụ Ngài. Xin Chúa ngày cho chúng con được đứng vững ở trong tình yêu của Ngài, đứng vững ở trong sự tha thứ của Ngài, để chúng con có thể cầu nguyện nghịch lại với tất cả những mưu kế của chúng nó. Đôi khi ma quỷ nó hà hiếp chúng con, nó cướp đi tài sản của chúng con, ma quỷ nó bắt bớ chúng con và làm rất là nhiều cái sự đau lòng xảy ra ở trong đời sống của chúng con. Lạy Chúa, con cầu nguyện xin tình yêu của Chúa, ân điển của Ngài được thêm lên trên anh chị em chúng con. Những ai chúng con đang bị áp bức, đang bị mệt mỏi trong tinh thần lẫn thể xác của họ, Lạy Chúa, con cầu xin cái tay của Chúa ngày chạm đến họ giờ phút này. Xin Ngài thăm viếng tấm lòng của họ, xin Chúa an ủi họ, xin Chúa ngày ban phước cho họ gấp bội phần hơn những gì mà họ đã bị thiệt thòi, những gì mà họ đã bị mất mát vì cớ danh của Chúa. Xin Chúa ngày cho chúng con có thể vượt qua được những cái giông tố, những bão tố, những thử thách ở trong thời điểm hiện tại. Vì cớ danh của Chúa, chúng con chấp nhận những sự sỉ nhục, và chúng con tin rằng là Chúa ngài sẽ có chương trình của Ngài để ban thưởng lại cho đức tin của chúng con gấp bội phần hơn, không những trong đời sau mà ngay trong đời này. Chúa ơi, ngay trong đời này chúng con sẽ nhận được gấp trăm lần hơn. Cảm ơn Chúa, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời công bình, Ngài là Đấng đang nhìn xem xét Ngài đang xem xét tất cả mọi cái sự một cái sự bất công, một cái sự đang xảy ra không đẹp lòng Ngài ở trên đất này. Lạy Chúa, xin Chúa ngài xem xét sự ngâm dọa của những người vô tín chống đối lại với Chúa. Xin Chúa ngài giơ cánh tay của ngài ra để che chở bảo vệ cho từng con cái của ngài ở tại khu vực này, là khu vực Trảng Bàng Tây Ninh, và cũng như ở nhiều vùng khác nhau, ở nhiều tỉnh thành ở trong cả nước. Chúa ơi, chúng con cùng hướng lòng về con cái Chúa tại Đắk Lắk. Con cầu nguyện xin cánh tay của Chúa ở cùng với từng gia đình con cái Chúa đang gặp những sự bắt bớ, những sự khó khăn, những sự sợ hãi, lo lắng, những sự bất an ở trong linh hồn của họ. Lạy Chúa, con cầu nguyện xin Chúa an ủi và ngài bảo vệ họ. Xin Chúa ngài sai thiên sứ của ngài đóng trại chung quanh gia đình của họ, gìn giữ họ khỏi tất cả mọi tai họa, gìn giữ họ khỏi tất cả những sự áp bức, những cái mưu kế của ma quỷ đang lập ra nghịch lại với họ. Lạy Chúa, con công bố rằng không có bất cứ một mưu kế nào của ma quỷ có thể nghịch lại với những con cái của Chúa, và các cửa âm phủ con thắng được cầu thánh của ngài. Con cảm ơn Chúa bởi vì ngài có chương trình bảo vệ chúng con ở trong những lúc mà nghịch cảnh như vậy. Xin Chúa mở đường chúng con để chúng con được ra khỏi tất cả những sự khốn khó, hầu chúng con có thể tiếp tục theo Chúa phục vụ ngài cho đến cuối cùng. Còn cảm ơn Chúa. Xin Chúa ngài ban sức khỏe siêu nhiên của ngài cho chúng con, cho tất cả chúng con. Chúa ơi, từ con là tôi tớ của Chúa cho đến nhân sự của ngài, xin đặt cánh tay quyền năng chữa lành của ngài ở trên chúng con, chữa lành cho thân thể chúng con, từ tinh thần cho đến thể xác chúng con được khỏe mạnh. Và xin Chúa ngài ban phước cho tài chánh của chúng con dư dật ở trong những ngày tới, để chúng con không thiếu thốn, và chúng con sẽ được Chúa đặt ở đằng đầu chứ không phải ở đằng đuôi, và chúng con sẽ trở thành nguồn phước cho những người chung quanh của chúng con. Cảm ơn Chúa, và những kẻ ghét chúng con cũng sẽ thấy được ơn của Chúa ở trên đời sống của chúng con, và họ sẽ không còn dám nhạo báng danh của Chúa nữa. Xin Chúa ngài ban phước cho tài chánh của chúng con được dư dật, để chúng con có thể làm sáng danh Chúa qua đời sống của mình. Còn cảm ơn Chúa, nguyện Chúa được vinh hiển qua đời sống của chúng con, và xin Chúa dinh dự chúng con ở dưới thập giá của Chúa Jesus Christ, để chúng con luôn sống trong sự nên thánh, trong sự khiêm nhường, hạ mình và công chính của Chúa. Còn cảm ơn Cha, và con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Buổi nhóm của chúng ta đã kết thúc. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.